Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ukraine đột kích mạnh và sâu ở Kursk, Nga vội điều quân đẩy lui. Quân đội Nga vào ngày 6 tháng 8 tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một trong những cuộc không kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phía Nga cũng đồng thời cho biết lực lượng quân nhân và an ninh liên bang Nga đã đẩy lui cuộc tấn công này. Tờ Newsweek dẫn lời thống đốc Alexei Smirnov cho biết binh sĩ Nga đã ngăn chặn một cuộc đột kích biên giới sau khi Ukraine phát động các cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Những vùng xung quanh thị trấn Sudza và quận ngoài khu định cư Korenevo bị nhắm mục tiêu. Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine đã pháo kích và phóng máy bay không người lái vào một số khu định cư trong khu vực trong vòng 24 giờ, bao gồm cả làng Yasne Zori. Khoảng 26 máy bay không người lái bị bắn hạ trên bầu trời Kursk qua đêm. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không của họ đã đánh chặn 13 máy bay không người lái trên bầu trời Kursk vào sáng ngày 6 tháng 8, đồng thời bắn hạ 9 máy bay không người lái trên bầu trời Belgorod. Lực lượng Nga cũng đẩy lùi cuộc đột kích bằng xe bọc thép của Ukraine ở Kursk. Ngoài ra, Nga phát hiện 4 xe tăng của đối phương tiếp cận biên giới giáp khu vực Kursk bên cạnh bộ binh và xe bọc thép. Theo một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, sau khi Ukraine được cho là phát động tấn công vào một số khu vực biên giới của Nga với Ukraine, các cuộc đấu pháo đang tiếp diễn. Một blogger quân sự khác của Nga mô tả, giao tranh nổ ra ác liệt tại biên giới ở Kursk và Belgorod, một khu vực biên giới khác ở phía đông nam Kursk. Cổng tin tức độc lập Astra của Nga và các trang tin của Ukraine báo cáo các cuộc đụng độ ở biên giới hôm 6 tháng 8. Chính quyền khu vực Sumy đối diện Kursk cho hay lực lượng Ukraine đã phá hủy một tên lửa đạn đạo của Nga, hai máy bay không người lái và một trực thăng trong khu vực. Hôm 6 tháng 8, Nga cho biết Ukraine đã mở một cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào Kursk nhưng bị Moscow đáp trả. Thống đốc khu vực này mô tả tình hình ở biên giới là có thể kiểm soát được. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 6 tháng 8 chỉ đề cập đến các cuộc không kích của Nga vào các làng biên giới nhưng không nói về bất kỳ hoạt động tấn công nào của Ukraine bên trong nước Nga. Cách khu vực biên giới của Nga bao gồm Kursk, Belgorod và Bryansk nhìn ra phía đông bắc Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự do Moscow tiến hành cách đây hơn 2 năm. Các khu vực này liên tục ghi nhận các cuộc pháo kích xuyên biên giới và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 4 tháng 8, các phi công Ukraine đã bắt đầu điều khiển máy bay F-16 để thực hiện các hoạt động trong nước. Nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố việc sử dụng máy bay F-16 mà Kiev vốn vận động hành lang từ lâu khi ông gặp các phi công tại một căn cứ không quân. Ông Zelensky nói, máy bay F-16 đã có mặt ở Ukraine, chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về những phi công của chúng tôi, những người đang làm chủ những chiếc máy bay chiến đấu này và đã bắt đầu sử dụng chúng phục vụ cho đất nước. Theo hãng tin Reuters, sự xuất hiện của các máy bay F-16 tại Ukraine là một cột mốc đối với Ukraine sau nhiều tháng chờ đợi. Mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc tại Ukraine và chúng sẽ có tác động như thế nào trong việc tăng cường phòng không và trên chiến trường, Nga đã nhắm mục tiêu vào những căn cứ bị nghi là nơi đồn trú của F-16 và tuyên bố sẽ bắn hạ chúng để chúng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc xung đột. Được hãng Lockheed Martin chế tạo, F-16 nằm trong danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine từ lâu vì sức mạnh hủy diệt và sự sẵn có trên toàn cầu. Chúng được trang bị khẩu pháo có cỡ nòng 20mm và có thể mang bom, rocket và tên lửa. Phát biểu trên đường băng của một sân bay, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa có đủ phi công được đào tạo để sử dụng F-16 hoặc đủ số lượng F-16 cần thiết. Ông cho biết điều quan trọng là các đồng minh của Kiev phải tìm ra cách mở rộng các chương trình đào tạo và cơ hội cho cả phi công và đội ngũ kỹ sư Ukraine. Đề cập đến hàng trăm cuộc họp và hoạt động ngoại giao không ngừng nghỉ để có được F-16,
Ông Zelensky cho biết đây là giai đoạn phát triển mới của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để lực lượng Ukraine chuyển sang tiêu chuẩn hàng không mới, không quân chiến đấu phương Tây. Chúng tôi thường nghe câu trả lời rằng điều đó là không thể, nhưng chúng tôi vẫn biến tham vọng, nhu cầu phòng thủ của mình thành hiện thực. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay F-16 tại Ukraine được trang bị tên lửa gì. Các nhà phân tích quân sự cho biết tầm bắn xa hơn của tên lửa sẽ cho phép chúng có tác động lớn hơn trên chiến trường. Ông Zelensky nói thêm, ông cũng hy vọng sẽ vận động các nước láng giềng đồng minh giúp đánh chặn tên lửa của Nga đang được phóng vào Ukraine thông qua các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Hội đồng Ukraine-NATO. Tên lửa Nga tấn công Kiev, nhiều tiếng nổ xuất hiện sau còi cảnh báo không kích. Đã có ít nhất 4 vụ nổ được nghe thấy ở Kiev ngay sau khi cảnh báo không kích vang lên trong đêm 5 tháng 8, giữa lúc tên lửa Nga tấn công thủ đô của Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, cảnh báo không kích xuất hiện vào khoảng 2-3 giờ giờ địa phương. Sau đó, vụ nổ đầu tiên đã xuất hiện trong thành phố chỉ sau vài phút. Nhiều tiếng nổ khác cũng được nghe thấy sau khi không quân Ukraine cảnh báo các tên lửa tốc độ cao của Nga đang hướng tới tỉnh Kiev. Nhiều nhân chứng của hãng tin Reuters cũng xác nhận thông tin trên. Các nhân chứng kể rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ khoảng nửa giờ sau vụ nổ đầu tiên. Cơ quan quản lý nhân sự thành phố Kiev cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 của Triều Tiên để thực hiện vụ tấn công. Cơ quan này nói thêm, tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại nào được ghi nhận ở Kiev và không có thông tin về thương vong. Không quân Ukraine cũng thông báo sau 2-3 giờ, giờ địa phương. Một nhóm máy bay không người lái UAV của Nga đã tấn công về phía Tây qua tỉnh Chernihiv, khu vực nằm ở đông bắc Kiev. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận có thể nghe thấy lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ ngăn chặn UAV Nga trên bầu trời Kiev. Nhiều tên lửa và UAV của Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev cùng các khu vực xung quanh vào tối 5 tháng 8, khiến quân đội buộc phải triển khai các hệ thống phòng không để ứng phó. Chính quyền Kiev thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không Ukraine đang hoạt động trong thành phố và khu vực xung quanh Kiev. Gần đây nhất, vào đêm 30 và 31 tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV kéo dài hơn 7 giờ. Theo cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, lực lượng phòng không tiêu diệt hơn 40 UAV Nga trong không phận thành phố và các khu vực lân cận. Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUA ngày 5 tháng 8 trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy một máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga và một kho đạn tại sân bay Morozovsk ở tỉnh Rostov của Nga vào ngày 3 tháng 8. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào sân bay của Nga, cho biết một kho đạn chứa bom lượn đã bị tấn công. Theo cơ quan tình báo quân sự, hai máy bay Su-34 khác của Nga có thể đã bị hư hại do mảnh vỡ. 4 tòa nhà kỹ thuật và 2 nhà chứa máy bay cũng bị hư hại. Tờ Kiev Independent dẫn lời từ SUA xác nhận cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn một kho vũ khí hàng không của Nga. Các bức ảnh vệ tinh được công bố cho thấy các hố bom do vụ nổ gây ra trong sân bay nhằm cách tiền tuyến 265 km. Phía Nga không bình luận gì về thông tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin quốc tế mới nhất để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!